Con hư tại mẹ. Con chào thầy gấu ạ. Dạ chào thầy, tôi đưa thỏ con đến lớp ạ. Có gì thầy chỉ dạy thêm cho cháu. Dạ, thầy để con lau bảng ạ. Ừ. Dạ, thấy thỏ con nói thầy dạo này hay bị ho. Tôi có ít mật ong ngon, biếu thầy để thầy chữa ho ạ. Cảm ơn cô thỏ, mẹ con cô thật tốt bụng. Là tiếng gầm của bác hổ, đi vào đây. Tha cho con đi mà. Thầy gấu đây rồi, tôi tin tưởng giao cháu nó cho thầy. Cứ tưởng thầy sẽ dạy dỗ nó điều hay lẽ phải. Thế mà nó chỉ chuyên đi quậy phá rừng già, hung hãn bắt nạt các loài thú nhỏ hơn. Thế là thế nào? Chị cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Các loài thú trong rừng đều đã dắt con đến tận nhà, phàn nàn với tôi về nó đấy. Thầy có biết tôi phải đối mặt vì nó thế nào không hả? Tất cả là tại thầy, thầy gấu. Thầy gấu, tại sao con tôi theo học thầy mãi mà vẫn không bỏ được tật tham lam? Trời ơi, ai đời đi ăn liên hoan mà một mình nó xôi hết cả mâm của các bạn, làm tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn à. Đâu có, con chỉ ăn có nửa mâm thôi mà. Lại còn cãi nữa à? À, thằng hổ con này cũng hay bắt nạt con tôi lắm nhé. Thầy phải tìm cách trị nó đi chứ. Con nhà chị thì hiền quá nhỉ. Thôi thôi, các chị bình tĩnh đã, đừng có cãi nhau nữa. Thầy gấu, thầy phải giải thích cho tôi. Nghe tiếng thầy trí tuệ nhất vùng nên tôi mới yên tâm gửi thằng cáo con cho thầy. Thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy, khua môi múa mép, lừa gạt mọi người, nói dối không chớp mắt. Phải rồi, nó toàn lừa trộm hết đồ ăn vặt của cháu đây. Trời ơi là trời, to xác mà toàn để nó lừa là sao hả? Con chỉ nói đùa thôi mà, con có biết nói dối là gì đâu. Con chối, cậu nói dối như cuội. Lừa tớ trèo lên cây hái quả mấy lần, rồi cưỡng hết quả chạy mất. Khỉ con đấy hả? Tại vì tớ thèm quá thôi, nhưng mà... Tớ đem chia cho sói con, 10 quả, thì nó lấy mất 9 quả rồi. Cáo con lại nói dối, cháu chỉ lấy có 8 quả thôi. Ôi, thần rừng ơi! Còn thầy, thầy dạy dỗ khỉ con nhà tôi thế nào mà để nó suốt ngày trốn học, leo trèo nghịch phá cây rừng khắp nơi như thế? Nó sắp hái trọc hết cả quả dại trong rừng. Các bô lão đã mấy lần mắng tôi rồi đây. Thầy gấu, thầy phải chịu trách nhiệm đi. Ôi thần rừng ơi. Thôi đủ rồi, các chị dừng lại hết đi. Hổ con, vì sao con lại hung hăng bắt nạt các bạn nhỏ yếu hơn? Con có biết thế là rất xấu không? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn bảo con, loài hổ chúng ta vô cùng dũng mãnh, loài nào nhìn thấy cũng phải sợ khiếp vía, và dặn con phải noi theo, không được làm xấu mặt loài hổ ạ. Cái này tôi... Rồi con, tại sao lại tham lam, ích kỷ với các bạn như thế? Con có biết đó là xấu lắm không? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ vẫn dặn con là trâu chậm thì uống nước đục, không nhanh tay nhanh chân thì mọi người lấy hết phần ạ. Tôi... Thế còn cao con, vì sao lại hay nói dối, lừa gạt các bạn? Như thế là rất xấu, con có biết không hả? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn dặn con, họ nhà cáo chúng ta nổi tiếng thông minh, lương lẹo, khéo léo và nhiều mưu trí nhất khu rừng. Mẹ lại dặn con phải phát huy trí tuệ và mồm mép họ nhà cáo. Cứ lừa được ai thì lừa ạ. Thầy... Còn khỉ con, tại sao con hay leo trèo quậy phá, bé cành vặt rồi ném lung tung như thế? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ con dặn muốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì phải chịu khó leo trèo, đánh đu như họ nhà khỉ chúng ta mới được. Con chỉ nghĩ là mình đang tập thể dục thôi ạ. Chuyện này... Thỏ con, ta cảm ơn con vì con đã giúp đỡ ta rất nhiều việc. Nào, hãy nói cho ta biết sao con lại biết những điều đó. Dạ, con học được điều đó từ mẹ con đó ạ. Mẹ luôn dặn con phải biết vâng lời, ngoan ngoãn, quan tâm đến các loài vật khác, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Mẹ con cũng luôn làm như vậy. Con rất yêu quý mẹ của con. Tôi chỉ cố gắng để con sống tự lập, sống có ích và được các loài vật trong rừng yêu quý thôi mà. Các chị thấy rồi đấy, các cháu chỉ là học và làm theo giống hết như lời nói và hành động của người lớn hàng ngày thôi.
bố mẹ các cháu chính là tấm gương để bọn trẻ học và bắt chước theo. Vì vậy, trước hết các anh chị phải là những tấm gương tốt cái đã. Hãy dạy bọn trẻ những điều tốt đẹp, đừng bôi đen chúng bằng những hành vi xấu hàng ngày. Ờ, chúng tôi hiểu rồi. Chắc mọi người đã nhận ra vai trò của gia đình trong việc giáo dục các em còn quan trọng hơn nhà trường rồi chứ. Mong các vị đừng bỏ mặc con em mình, giao phó toàn bộ trách nhiệm cho trường lớp. Hãy phối hợp với chúng tôi cùng giáo dục các con. Cảm ơn thầy Gấu ạ. Cảm ơn thầy Gấu ạ. Chiếc áo dành cho ai? Chà, trời lạnh quá. Mình đi nhanh thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà. Này em không lạnh ư? Sao em lại ngồi ở đây làm gì chứ? Sao em? Có việc gì nói xem. Chị có thể giúp được em không? Em tên là Minh. Em muốn mua một chiếc áo len trong kia. Một chiếc áo ghi lê chị ạ. Chỉ cần một chiếc rẻ nhất trong đó thôi. Nhưng mà em không có đủ tiền. Vậy ư? Ngày mai em có ở đây không? Có lẽ. Chắc em sẽ lại đi qua đây. Vậy ngày mai đúng tầm này em lại ngồi ở đây nhé. Chị sẽ tặng cho em một món quà. Một chiếc áo ghi lê bằng len nhé. Thật hả chị? Chị tốt quá. Em cảm ơn chị. Không biết cậu bé đó có nhớ không nhỉ? Minh ơi, chị ở đây này. Chị. Áo của em đây, nhưng em phải hứa mặc nó thường xuyên nhé. Đừng để bị lạnh. Ôi, đẹp quá. Áo đẹp quá. Ấm không? Ấm lắm chị ạ. Em thích lắm. Sao thế? Sao em không mặc? Áo này đẹp quá, em không thể nhận được. Sao lại thế? Thật ra em không mua áo cho em mặc. Em muốn mua áo cho Nâu cơ. Nâu? Nâu? Là ai cơ? Em gặp nó ở ngoài phố tầm 2 tuần trước. Nó là chú chó bị bỏ rơi, còn bị đau chân nữa. Em nghe mấy bác bán hàng nói chắc là nó bị viêm khớp. Mà em thấy người ta bảo viêm khớp sẽ càng bị đau hơn khi trời lạnh, nên em đã lót ổ ấm cho nó nằm. Nhưng em thấy hình như ổ không có đủ ấm. Vì thế em mới muốn mua một chiếc áo len dày dày và bền một tí để mặc cho nó. Nhìn nó tội lắm. Chị nhìn kìa, nó buồn lắm đúng không? Chiếc áo len này em cứ giữ lấy mặc cho ấm đi. Chị sẽ gửi chú chó này đến trung tâm thu nhận và cứu hộ chó mèo. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm ra chủ mới. Nếu không, họ sẽ nuôi và chăm sóc nó. Thật thế hả chị? Thích quá Nâu ơi. Mày sắp có nhà mới rồi. Buổi diễn xiếc. Cô Mary, chào cháu khoai tây nghiền, măng tây và gà rán ạ. À? Ừ, của cháu đây. Cháu xin. Nào, bé tiếp theo. Của cháu đây. Ừ.
được quả tang rồi nhé. Định chơi trò ăn gian sao? Vo tiền lại để không ai biết là cậu chưa trả đủ hả? Cháu, có chuyện gì thế? Đây, chị xem, cậu bé chỉ trả $1 bằng cách vo tròn tờ tiền như thế này đây. Hôm qua em đã nghi rồi, hôm nay mới bắt được tại trận. Thơm, không phải cậu bé đó gian dối đâu, là cậu ấy đã xin phép chị rồi. Chị cho cậu ấy nợ số tiền còn thiếu. Thật sao? Từ trước đến nay chúng ta đâu có bán nợ ai như thế. Ừ, lần này là ngoại lệ. Chị sẽ nói lại với quản lý, số tiền đó sẽ trừ vào tiền lương của chị. Chị Marie. Được rồi, cháu lấy đồ ăn đi. Cháu. Đi đi, từ nay cháu cứ tới lấy phần ăn như thường. Có bao nhiêu trả bấy nhiêu, thiếu thì cô cho nợ. Nhưng sau này nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi đấy, nghe chưa? Cháu cảm ơn cô. Chị Marie, cuộc sống của chị cũng khó khăn quá mà. Em có thấy cậu bé gầy hơn đám bạn và ánh mắt luôn buồn rười rượi không? Chị tin thằng bé thật sự cần được giúp đỡ thôi mà. Hỏi ai? À, dạ, đây có phải là nhà bà Marie không ạ? Cách đây nhiều năm, có làm thêm ở căng tin trường nội trú không ạ? Vâng, tôi là Marie, nhưng cậu là... May quá, cuối cùng cháu đã tìm được cô. Cháu tới để trả nợ. Nợ ư? Chắc cậu nhầm, tôi làm gì có tiền cho ai vay cơ chứ? Cô ơi, cô thật sự không nhớ sao? Món nợ của 30 năm về trước, cô đã cho một cậu bé khốn khổ nợ tiền cơm trưa. Ồ, tôi nhớ chứ, cậu bé đó là cậu sao? Hồi đó, gia cảnh cháu vô cùng khó khăn. Cháu mất ba mẹ trong một tai nạn. Cháu sống với bà nội. Bà nội đã rất cố gắng để cháu có thể đến trường. Nhưng mà nếu không có lòng tốt của cô cho cháu nợ tiền ăn trong 2 năm học, có lẽ cháu đã phải nghỉ học, giờ đã không có được ngày hôm nay. Tôi nhớ ngày đó, cậu gầy gò, buồn rầu và đáng thương. Đúng vậy, điều đó dẫn cháu đến hành động gian dối và bị bắt gặp. Nhưng cháu đã được tha thứ và giúp đỡ. Điều đó thay đổi con người cháu. Nó khiến cháu khao khát vươn lên và được như ngày hôm nay. Chúc mừng cậu, cậu đã trưởng thành thật sự rồi. Tôi thấy vô cùng may mắn vì việc làm nhỏ của mình đã đem lại tương lai tốt đẹp cho một cậu bé. Và đây là số tiền cháu đã nợ bà. Ồ, không. Chẳng phải trước đây cô đã nói rằng nhất định phải quay lại trả nợ cho cô hay sao? Xin cô đừng biến cháu thành kẻ thất hứa chứ. Thôi được rồi, tôi xin nhận. Pháp sư khỉ con. Sao con lại lười biếng như thế hả? Ta có bắt con phải làm gì to tát đâu, chỉ cần dọn sạch phòng thôi mà. Con dọn phòng sạch sẽ là để cho con ở, đúng không nào? Dạ. Bây giờ ta phải ra ngoài làm việc. Đến lúc ta về mà nhà cửa vẫn còn bừa bộn thì đừng trách ta. Thầy lúc nào cũng trách mắng mình. Thầy chẳng yêu thương gì mình cả. Nếu thầy yêu thương mình thì thầy phải dọn dẹp phòng giúp mình chứ. Rõ ràng thầy nuôi mình chỉ để mắng chửi thôi. Đã vậy, mình bỏ đi, xem còn ai để mắng chửi nữa không. Từ nay cuộc sống của mình sẽ thoải mái vô cùng. Rồi thầy sẽ hối hận vì đã mắng mình cho mà coi. À, cậu đứng đây làm gì đấy? Thì ra cậu bị mẹ cho ăn phạt hả? Cậu cười cái gì? Tớ chẳng ra thầy tớ nuôi tớ chỉ để mắng chửi thôi. Mẹ cậu cũng vậy. Mình là con mà, phải chịu bị mắng thôi. Chịu là chịu thế nào? Tớ đang bỏ đi để được sống trong tự do đây này. Đi cùng tớ không? Nhân nhở mẹ tớ bắt được thì mẹ sẽ phạt nặng lắm đấy. Còn lâu mới bắt được bọn mình nhé. Tóm lại, cậu có đi không?
À được, cho tớ theo cùng với. Cuộc sống tự do thật là sung sướng. Quả là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Trời ơi. Thật là quá đáng. Tội nghiệp hưu non. Chúng ta vào cảng hưu bẹ đi. Không được đâu. Hưu bẹ to khỏe như thế sẽ đá cả chúng ta đấy. À, tớ có cách này nè. Con tôi đâu rồi? Chỗ này có vẻ an toàn khỉ ạ. À, bên kia có hốc cây to chưa kìa. Từ nay em sẽ được an toàn hưu ạ. Hai anh sẽ bảo vệ em. Hình như hưu non đói rồi kìa khỉ ạ. Trong tối tới có đầy chuối đấy. Hưu non cần chuối đâu. Hưu non phải uống sữa mà. Ừ vậy, để tớ nghĩ cách. Con ơi con. Có chuyện gì thế chị Hưu? Tôi vừa sinh được hưu con. Trong lúc tôi ra suối uống nước, quay lại thì không thấy hưu con đâu nữa. Chị cứ bình tĩnh, để tôi giúp chị tìm hưu con. Ta có nước dừa cho hưu này. Uống nhiều vào nữa hưu nhé. Ngoan lắm. Cố lên nào hưu con. Từ nay ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây nhé. Anh trai ơi, sao hưu lại nóng thế này? Nếu hưu chết thì sao? Tớ không biết. Thầy ơi. Hay chị nghỉ một lát đi, để tôi đi tìm. Mèo con ơi, mèo con. Pháp sư gấu, có thấy mèo con nhà tôi ở đâu không? Thầy ơi, thầy mau cứu hưu con đi. Lần này hai đứa gây tội nghiêm trọng như thế nào, có biết không? Tại con và mèo nhìn thấy cô hưu đá hưu con rất tội nên... Các cháu hiểu lầm rồi. Các mẹ hưu mỗi khi sinh con ra đều đá con như vậy, là để cho các con có thể vững vàng đứng dậy và có được khả năng sinh tồn sau này. Không phải là cô ghét bỏ hưu con đâu. Hóa ra là vậy. Cha mẹ có mắng có phạt các con là vì yêu thương các con, muốn các con sống tốt hơn thôi, hiểu không? Vậy mà con tưởng thầy không yêu thương con nữa. Con cũng tưởng mẹ không thương con nữa. Hai đứa phải tự kiểm điểm lại bản thân. Lần sau làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng hậu quả. Mình còn nhỏ, có việc gì phải hỏi ý kiến người lớn, không tự ý hành động, nghe chưa? Dạ, chúng con biết rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.